Cuộc đời hoạt động của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tuy ngắn ngủi nhưng đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đây quả thực là yếu tố quyết định đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Những di sản quý báu của đồng chí để lại cho Đảng, cho dân tộc đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Tháng 7 năm 1930, tại ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội, theo sự phân công của Ban chấp hành Trung ương lâm thời, đồng chí Trần Phú đã chắp bút viết dự thảo luận cương chính trị của Đảng, nêu rõ đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Và tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930, luận cương chính trị được thông qua, trở thành văn kiện quan trọng của Đảng, xác định rõ con đường phát triển của cách mạng Việt Nam là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng và tiến lên xây dựng xã hội cộng sản. Từ ấy là cái việc xác định chiến lược, sách lược đến cái nhiệm vụ cách mạng là đánh đuổi thực dân Pháp hay là đế quốc Pháp, hoàn thành cái nhiệm vụ dân tộc, sau đó là nhiệm vụ dân chủ, tức là đánh đổ chế độ phong kiến, tiến lên xã hội cộng sản, tức là lên chủ nghĩa xã hội. Tất cả những cái mục tiêu, nhiệm vụ và đường lối chiến lược đó thì hoàn toàn là thống nhất với nhau. Đó là cái mục tiêu xuyên suốt, và như thế là dẫn dắt cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Đấy là ý nghĩa có thể nói là to lớn nhất, xuyên suốt, và nó chỉ đạo toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Luận cương chính trị thể hiện tư duy sáng tạo của đồng chí Trần Phú và của Đảng ta trong việc vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, đề ra đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đây là ngọn cờ chỉ đạo cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa định hướng xuyên suốt từ ngày thành lập Đảng đến hôm nay. Đấy là cái đóng góp rất quan trọng về xây dựng Đảng và chính trị. Mà trong xây dựng Đảng và chính trị này thì có một cái ý rất đặc biệt của Trần Phú, đó là ông đã khẳng định là cái con đường phát triển của cách mạng Việt Nam ấy là có thể bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản để tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa trong cái cương lĩnh tháng 10 năm 30. Thì đấy, theo tôi, đấy là một cái đóng góp rất quan trọng về cả xây dựng Đảng và cả cái định hướng phát triển của cách mạng Việt Nam. Khi đánh giá về ý nghĩa của luận cương chính trị năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta, Đảng của giai cấp công nhân, không ngừng củng cố và tăng cường. Cũng tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ở cương vị này, đồng chí đã lãnh đạo, trực tiếp soạn thảo và hoàn thiện triển khai các văn kiện, triển khai thực hiện việc phát triển các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị, đoàn thể, hội quần chúng nhằm tập hợp, đoàn kết thống nhất mọi lực lượng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với điều kiện lịch sử lúc bấy giờ thì đồng chí Trần Phú cùng với Ban chấp hành Trung ương thống nhất thành lập ra sứ ủy ở mỗi miền, mỗi kỳ. Sứ ủy Bắc Kỳ, sứ ủy Trung Kỳ và sứ ủy Nam Kỳ. Đó là một trong những cái sáng tạo của đồng chí Trần Phú trong công tác tổ chức. Nó phù hợp và như vậy nó bám sát tình hình thực tiễn của mỗi miền, cùng với là cái việc kiện toàn bộ máy từ trung ương đến địa phương. Đồng chí Trần Phú còn chỉ đạo thành lập ra các cái tổ chức, các hội quần chúng như là công hội, rồi nông hội, phụ nữ, thanh niên và là mặt trận dân tộc thống nhất. Đấy là những cái lực lượng, những cái cơ sở mà dưới sự chỉ đạo của Đảng ấy làm cho tạo nên những cái phong trào cách mạng rộng lớn trong phạm vi cả nước thời kỳ bấy giờ. Là ông rất quan tâm đến công tác tổ chức trong xây dựng Đảng đấy. Cho nên những vấn đề về đào tạo, rèn luyện cán bộ, thậm chí lúc đó là luân chuyển cán bộ đấy, đưa cán bộ từ ngoài Bắc vào trong miền Trung, vào trong miền Nam, bố trí sắp xếp cán bộ đảng viên. Mặc dù lúc đó lực lượng còn rất mỏng, mới có mấy trăm đảng viên thôi, ông cũng đích thân đi vào phong trào để tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng trong những năm 30-31. Dưới sự lãnh đạo cương quyết của đồng chí Trần Phú, Đảng ta đã trở thành một đảng quần chúng thực sự và đã tiến hành những công việc lớn lao về tổ chức và lãnh đạo các tầng lớp quần chúng đông đảo trong cuộc đấu tranh cách mạng. Những công hiến, đóng góp của đồng chí Trần Phú đối với cách mạng Việt Nam đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thực tiễn. Có thể nói rằng
những cái cống hiến, những cái đóng góp của đồng chí Trần Phú đối với công tác xây dựng Đảng, thời kỳ dựng Đảng cho đến nay thì vẫn còn giá trị, ý nghĩa thực tiễn. Đó là xây dựng tổ chức Đảng, phát triển cơ sở Đảng thì phải xuất phát từ thực tiễn, từ nghiên cứu từ những điều kiện thực tiễn của mỗi vùng miền hay là mỗi đơn vị cơ sở để phát triển, để vận động và tuyên truyền các cái cơ sở, các cái tổ chức hội quần chúng cũng như đoàn thể thì phải bám sát cái địa bàn với cái nhiệm vụ cụ thể để phát động, như vậy hiệu quả thì nó mới cao. Và trong thời kỳ hội nhập hôm nay, tư tưởng về quan hệ quốc tế, cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới phải có liên lạc chặt chẽ với nhau của Tổng Bí thư Trần Phú nêu ra trong Luận cương chính trị năm 1930 vẫn là những chỉ dẫn quý giá đối với sự phát triển của đất nước. Trong luận cương cũng xác định được cái mối quan hệ quốc tế, tức là cách mạng Việt Nam, cách mạng Đông Dương này là nó gắn bó với phong trào cách mạng thế giới, cho nên luôn luôn tranh thủ cái sự đồng tình ủng hộ của thế giới. Thế hiện nay của ta cũng thế, là phải phát triển cái nội lực của mình, xây dựng và đổi mới đất nước, nhưng mà đồng thời phải chú ý cái hội nhập, tranh thủ nội lực với kết hợp với ngoại lực, độc lập tự chủ gắn liền với hội nhập quốc tế. Thì tất cả những cái điểm đó là luận cương tháng 10 đã đặt ra những vấn đề rất cơ bản. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho Đảng, cho dân tộc ta là vô cùng lớn. Kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhớ về Tổng Bí thư Trần Phú, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện lời dặn của đồng chí. Hãy giữ vững chí khí chiến đấu để đấu tranh đẩy lùi suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ. Góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với tấm gương bất diệt của Tổng Bí thư Trần Phú.